Tell me, các bạn sẽ ở đây bao lâu? How long will you be here? Chúng tôi sẽ ở đây 2 tuần. Bắt em chạy nha này. We shall be here for 2 weeks. We shall be here for 2 weeks. Khi nào quý vị ghi hình xong bộ phim? When will you finish filming your movie? So again, when will you finish filming your movie? Có lẽ tuần sau. Maybe next weekend. Yeah, có lẽ cuối tuần sau. Tôi chưa bao giờ chơi trò này. I have never played this game before. Nick chuẩn bị kể cho chúng ta về trang web cậu ấy mới xem. Nick is going to tell us about trang web. The website. Anh ấy vừa xem. He just looked at. Thư viện nằm đối diện ga xe lửa. The library is opposite the railway station. Nó thì to hơn cái rạp chiếu phim thông thường. It is larger than a regular cinema. Yeah, say again. It is larger than a regular cinema. It is larger than a regular cinema. Regular cinema. Regular cinema. Okay, thank you for